Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người đó là một cái khóa lục giác ha. Thì khóa lục giác này để dùng để vặn các phụ kiện như là bu lông lục giác chìm, vít gỗ lục giác chìm và loại sò ốc cấy rồi vít đầu mo. Thì cái khóa lục giác này khi mọi người chọn á, thì mọi người cần chú ý đến gì? Thứ nhất là cái đầu này. Đó, cái đầu này, đường kính của cái đầu này là bao nhiêu? Thì thông thường nó sẽ là 14. Nhưng mà cũng sẽ có một số loại ốc vít đó, do kích thước nó nhỏ quá, lớn quá thì người ta sẽ dùng các khóa lục giác là M5 hoặc là M3 đó. Rồi, ngoài ra thì đó nó có một cái chiều dài. Đây là chiều dài đó. Chiều dài của nó tùy theo mọi người lắp cái sản phẩm đó, cái khóa đó để dùng cho cái sản phẩm. Cái vít mình nhiều khi nó bắt sâu quá ở bên trong, mà nếu mà mình ngắn quá, mình để cái khóa lục giác vô vặn không được á, thì mình cần phải khóa lục giác nó dài hơn. Đó, còn đây cái chiều dài là chiều dài cái tay cầm thôi, nhưng mà nói chung cũng cần thiết nếu mọi người quan tâm ha. Ngoài ra thì đây là cái đầu bình thường, thì sản phẩm này nó còn có một dạng nữa, là đầu bi ha. Rồi, thì chất liệu bình thường của nó là sắt ha, còn mọi người có thể đặt là cái khóa bằng inox, thì thường là cấp thì chúng ta có thể dùng inox, thì chung là công năng cũng tương tự nhưng mà các chất liệu ha, bên mình có nhận gia công và đặt hàng theo số lượng lớn với kích thước mà yêu cầu ha, để liên hệ và hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật hay là đặt hàng thì các bạn liên hệ số hotline ở cuối video ha. Cảm ơn.